Xin kính chào quý vị và tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tiểu Sử Người Nổi Tiếng. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ cung cấp cho các bạn thông tin chân dung chồng cũ đại gia của nữ hoàng phong trà Lệ Quyên. Chồng của ca sĩ Lệ Quyên được biết đến không chỉ là một doanh nhân giỏi giang, giàu có mà còn là người được giới nghệ sĩ yêu mến và kính nể. Lệ Quyên là một trong những gương mặt đình đám và thành công nhất ở showbiz Việt thời điểm hiện tại. Nữ ca sĩ được khán giả đặt cho những biệt danh như Nữ hoàng phong trà, Nữ hoàng bolero. Đặc biệt, cô được cộng đồng mạng ngưỡng mộ bởi cuộc hôn nhân viên mãn và êm ấm bên chồng đại gia. Nữ hoàng bolero là con út trong gia đình có 4 anh em, có truyền thống nghệ thuật. Cha mẹ của cô đều là những nghệ sĩ hát chèo. Sau khi nam tiến, nữ ca sĩ thăng hoa trong sự nghiệp, đồng thời thì cũng gặp ý trung nhân của mình tại đây. Giọng ca giấc mơ có thật đã công khai tình cảm và thừa nhận mang bầu 5 tháng vào cuối năm 2010 đến đầu năm 2011, cô lên xe hoa cùng với bạn trai Lê Đức Huy. Được biết, Lê Đức Huy sinh năm 1975 là cháu ruột của nhạc sĩ Lê Quang. Không chỉ là một doanh nhân giỏi giang, giàu có, Đức Huy còn là người được giới nghệ sĩ quý mến, kính nể sau nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực tổ chức biểu diễn. Anh là chủ phòng trà, ca nhạc không tên, tụ điểm giải trí nổi tiếng nhất nhì thành phố Hồ Chí Minh. Trước đây, Lệ Quyên đã từng chia sẻ ông xã đại gia của cô là người tâm lý và luôn tạo điều kiện để vợ có thể theo đuổi đam mê như ý muốn. Dù không thường xuyên đồng hành cùng với Lệ Quyên trong tất cả các sự kiện giải trí, nhưng Đức Huy luôn âm thầm theo dõi những màn trình diễn của bà xã từ phía trong hậu trường. Trong một bài phỏng vấn, nữ hoàng phong trà chia sẻ: anh ấy vốn là một công tử chính hiệu, từ nhỏ tới lớn không phải làm việc gì hết, gia đình cũng bề thế. Nhưng vì tôi, anh ấy chấp nhận lùi một bước, trở thành người đàn ông đứng sau lưng tôi, giúp tôi quản lý, xô chậu, hợp đồng, chăm sóc và quan tâm tới những điều nhỏ nhặt nhất. Đầu năm 2019, Lệ Quyên và chồng đã vướng tin đồn rạn nứt khi mà cô chia sẻ những bất đồng về chồng. Giọng ca đã tiết lộ hai vợ chồng đã có nhiều điểm khác biệt, không ít lần không tìm được tiếng nói chung. Trước những thông tin này thì Lệ Quyên khẳng định vợ chồng của cô chưa từng phải đứng trên bờ vực của sự tan vỡ, cả hai hạnh phúc. Vào tháng 8 năm 2020, cư dân mạng đã lan truyền loạt ảnh Lệ Quyên xuất hiện cùng với trai trẻ cùng những cử chỉ, hành động thân mật. Ông xã của Lệ Quyên sau đó đã lên tiếng về sự việc này. Tôi không có gì để nói cả, mọi thứ như đã phơi bày như bạn biết và báo đài nói rồi, hãy liên hệ trực tiếp với Quyên để có câu trả lời rõ hơn. Mới đây thì một nguồn tin đã bất ngờ cho biết, Tòa án Nhân dân quận 2 thành phố Hồ Chí Minh đã có quyết định công nhận việc thuận tình ly hôn giữa nữ ca sĩ Lệ Quyên và chồng vào cuối tháng 9. Trên trang cá nhân, nữ ca sĩ Lệ Quyên chính thức xác nhận thông tin. Cô viết: Quyên là người không bao giờ muốn nói chuyện riêng tư, nhưng vì anh Lê Đức Huy chia sẻ với báo giới nên Quyên cũng chia sẻ luôn, chúng tôi đã ly hôn. Trong văn bản ly hôn, pháp luật đã ghi rõ, chúng tôi thuận tình, tự nguyện, không vi phạm đạo đức, không vi phạm pháp luật rất rõ ràng. Vì vậy, chúng tôi luôn coi nhau là bạn, là người thân, văn minh và hiểu biết, vì không ai làm tổn thương ai cho đến khi ly hôn. Quyên nói một lần duy nhất, giờ mong ai cũng sẽ được hạnh phúc với hành trình mới trong cuộc sống tươi đẹp này, Lệ Quyên nói thêm. Cảm ơn các bạn quan tâm theo dõi. Các bạn đừng quên bấm like, đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi.